triển khai mở lại 9 đường bay quốc tế. Nhiều cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn tạm dừng thông quan, hàng nghìn xe tiếp tục nằm chờ sau một tháng. Một ban ở thành phố Thanh Hóa chi tiếp khách vượt định mức hàng tỷ đồng. Hơn 100 chuyến bay Nhật Bản bị hủy do tuyết rơi dày đặc. Chính phủ Nhật sẽ mua lại các bằng sáng chế nhạy cảm của doanh nghiệp. Tuyến đường di cư bí mật đưa lao động Việt Nam sang Anh. Trung Quốc tuyên chiến với nạn khoe của trên mạng. Nhà khoa học nói rằng chính sách không Covid của Trung Quốc là vô ích. Chuyên gia, đạo luật cấm nhập khẩu từ Tân Cương khó thi hành. Xin chào quý vị, tiếp theo là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp tối ngày 26 tháng 12 của Deccan TV. Mở đầu là phần tin trong nước. Kính thưa quý vị, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không và cảng vụ về việc triển khai mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ, chở khách cả hai chiều. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không, ngoài các chuyến bay hiện tại đã được cấp phép, gửi đơn đề nghị đến Cục và nhà chức trách hãng hàng không các quốc gia liên quan để xem xét cấp phép bay với 9 đường bay và tần suất mỗi tuần 4 chuyến như sau. Đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo, Hà Nội, Seoul, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Loan, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, San Francisco, Los Angeles, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Thái Lan, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Singapore, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Viên và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh. Hành khách phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, hộ chiếu vaccine hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Đối với hành khách chưa tiêm đủ hoặc chưa được chứng nhận khỏi bệnh, sẽ phải có giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cách ly y tế tại nhà. Thưa quý vị, số lượng xe container còn tồn lại tại các cửa khẩu lên tới hàng nghìn, nhưng nhiều cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn tạm dừng thông quan hàng hóa. Các địa phương kiến nghị hội đàm cấp cao để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trao đổi với truyền thông trong nước sáng 26 tháng 12. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho biết, cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm dừng xuất khẩu hàng hóa từ ngày 18 tháng 12, còn cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma vẫn hoạt động nhưng năng lực thông quan rất chậm. Đến ngày 25 tháng 12, tổng số xe container chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại khu vực ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 4.204 xe. Trong đó, số xe chở hoa quả xuất khẩu là 2.924 xe, tập trung chủ yếu tại các cửa khẩu Tân Thanh. Tài xế Lê Trung Định ở Ninh Thuận cho biết, hôm nay 26 tháng 12 là tròn một tháng anh cùng các tài xế chở nông sản xuất khẩu mắc kẹt ở cửa khẩu Tân Thanh. Tôi chở thanh long từ Bình Thuận ra đây hôm 26 tháng 11, đến nay vẫn chưa thể xuất hàng. Hơn 20 tấn thanh long này được đối tác phía Trung Quốc đặt mua, nên tôi vẫn chờ đến khi nào cửa khẩu mở lại để giao hàng. Dù chạy lạnh bảo quản suốt một tháng qua, nhiều trái thanh long đã xuống màu, nên tắc biên khoảng 10-15 ngày nữa thì buộc phải quay đầu về. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trước tình hình ùn tắc kéo dài và ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại cửa khẩu, tỉnh vừa ra quyết định giảm 20% giá dịch vụ ra vào bến xe, hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực ở cửa khẩu Tân Thanh đối với tất cả các loại xe. Thời gian giảm phí sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 3, 2022. Trước đó, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đề nghị báo cáo về tình hình ùn tắc nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu biên giới về cơ quan này trước 27 tháng 12. Đồng thời, địa phương cần nêu rõ các đề xuất giải quyết triệt để ùn tắc hàng hóa, nông sản hiện nay và trong thời gian tới tại cửa khẩu. Thưa quý vị, không chỉ tuyển dụng trái quy định lao động, Ban Giải phóng Mặt bằng và Tái định cư thành phố Thanh Hóa còn chi sai nguồn, sai chế độ chính sách định mức với số tiền hơn 88 tỷ đồng, trong đó chi tiếp khách, ăn sáng vượt định mức hàng tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận thanh tra vi phạm tại Ban Giải phóng Mặt bằng và Tái định cư thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Qua đó phát hiện hàng loạt vi phạm về tuyển dụng, thu chi tài chính. Cụ thể, về quản lý nguồn, sử dụng kinh phí, ban đã sử dụng không đúng mục đích, vi phạm luật ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách, nguồn kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng, tiền đất tái định cư, tiền bảo lãnh dự thầu với tổng số tiền hơn 55,7 tỷ đồng. Về hoạt động tài chính trong giai đoạn 2010-2020, Ban Giải phóng Mặt bằng và Tái định cư thành phố Thanh Hóa đã sử dụng không đúng mục đích, vi phạm luật ngân sách nhà nước, tổng số tiền gần 33 tỷ đồng. Hiện số tiền chi sai đã thu hồi 11 tỷ đồng, số chưa thu là 3,4 tỷ đồng. Không chỉ chi sai nguồn ngân sách hàng chục tỷ đồng, ban này còn tuyển dụng,
tiếp nhận công chức, viên chức trái quy định hàng chục trường hợp. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Reuters đưa tin, hai hãng hàng không lớn nhất của Nhật Bản đã hoãn 100 chuyến bay nội địa vào Chủ nhật 26 tháng 12 do tuyết rơi dày đặc ở các khu vực phía Bắc và phía Tây của đất nước. Anna Holding đã tạm dừng 77 chuyến bay vào lúc 1 giờ chiều, ảnh hưởng đến khoảng 5.100 khách. Japan Airlines hủy 35 chuyến bay vào lúc 10 giờ sáng, ảnh hưởng đến 1.810 hành khách. Trên toàn thế giới, hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy trong cuối tuần lễ Giáng sinh vì biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Nhật Bản hiện đang thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn ngừa biến thể này. Nhật Bản đã báo cáo 231 tổng số ca nhiễm Omicron, bao gồm cả những người đến từ nước ngoài. Kính thưa quý vị, trong dự luật mới đang được đề xuất, chính phủ Nhật Bản sẽ bồi thường cho các doanh nghiệp để có quyền sở hữu và giữ bí mật các bằng sáng chế mà có khả năng ứng dụng trong quân sự. Một dự luật về an ninh kinh tế đang được đề xuất tại Nhật Bản, trong đó sẽ yêu cầu chính phủ rà soát bằng sáng chế công nghệ có thể giúp phát triển vũ khí hạt nhân, chẳng hạn làm giàu uranium và các phát kiến canh tân như công nghệ lượng tử, theo Nikkei. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tháng trước cũng đã cam kết rằng ông sẽ đặt vấn đề an ninh kinh tế của đất nước là ưu tiên chính sách, theo Reuters. Nikkei cho biết chính phủ của Thủ tướng Kishida sẽ đền bù khoảng 20 năm thu nhập từ bằng sáng chế cho các doanh nghiệp có bằng sáng chế mà nhà nước cần giữ bí mật. Cũng theo Nikkei, nội dung cơ bản của dự luật an ninh kinh tế nêu trên sẽ được công bố sớm nhất vào tháng tới. Nội các Nhật đã lên lịch phê duyệt luật này vào tháng 2, 2022 và dự kiến luật sẽ được thực thi trong năm tài khóa từ tháng 4, 2023. Reuters cho biết họ đã liên lạc với văn phòng của Thủ tướng Nhật, Ban Thư ký Nội các và Văn phòng Sáng chế Nhật Bản để yêu cầu bình luận về thông tin Nikkei đưa ra. Tuy nhiên, các cơ quan này đều từ chối trả lời báo giới ngoài giờ làm việc. Kính thưa quý vị, cuộc điều tra của báo Guardian tìm ra cửa ngõ vận chuyển người trái phép mới vào châu Âu sau khi 500 lao động Việt Nam được phát hiện trong điều kiện tồi tệ ở Serbia. 500 lao động người Việt Nam đã được đưa tới làm việc tại nhà máy sản xuất xe hơi Linh Lung ở bên ngoài thủ đô Belgrade của Serbia. Và họ được cho là đã làm việc trong điều kiện lao động cưỡng bức, hộ chiếu bị tịch thu và phải sống trong điều kiện chật chội và xuống cấp. Nhà máy Linh Lung là một dự án trong quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển của Serbia và Trung Quốc. Vụ việc đã gây chấn động cho người Serbia khi nghị quyết châu Âu yêu cầu trả lời về việc làm thế nào một vụ buôn người lớn như vậy lại có thể được phép hoành hành ở trung tâm của châu Âu. Tuy nhiên, nhà máy Linh Lung chỉ là điểm dừng chân đầu tiên trong một hành trình dài hơn để đến Vương quốc Anh và châu Âu của nhiều công nhân làm việc trong nhà máy này. Cuộc điều tra của Guardian đã phát hiện ra rằng Serbia và Romania đang sử dụng những cửa ngõ mới vào châu Âu cho các băng nhóm buôn lậu và buôn người đang lợi dụng loại thị thực lao động gọi là lao động khách để vận chuyển một lượng lớn lao động Việt Nam vào Đông Âu. Ở đó, họ thường xuyên bị bóc lột trong các nhà máy và công trường xây dựng trước khi một số được vận chuyển qua biên giới đất liền vào EU và cuối cùng là đến Vương quốc Anh. Ở tất cả các giai đoạn trên hành trình di cư, người lao động Việt Nam có khả năng cao rơi vào tình trạng lao động cưỡng bức hoặc nợ nần, thường bị tính phí tới 30.000 bảng Anh để được sang Anh. Vào năm 2019, cái chết của 39 người di cư Việt Nam trong thùng xe tải đã làm nổi bật những nguy hiểm mà nhiều người phải đối mặt khi cố gắng đến Anh. Người Việt Nam đã trở thành một trong những nhóm nạn nhân nô lệ hiện đại lớn nhất của Anh năm này qua năm khác. Theo phỏng vấn của Guardian, với người lao động Việt Nam, tuyến đường di cư từ Việt Nam sang Serbia bắt đầu hoạt động từ mùa hè, với hơn 500 lao động bay với visa lao động khách từ tháng 8 đến tháng 10. Mỗi lao động này được tính phí 1.700 bảng Anh, tạo ra doanh thu ít nhất 850.000 bảng Anh cho các công ty tuyển dụng lao động. Trong khi Serbia được cho là bến đỗ mới được các băng nhóm tội phạm sử dụng, thì Romania, quốc gia đã ký một hiệp định thị thực song phương với Việt Nam trong nỗ lực lấp đầy sự thiếu hụt lớn lao động chân tay vào năm 2018. Đã được thiết lập như một điểm nhập cảnh vào châu Âu. Theo số liệu của Cảnh sát biên giới Romania, trong vòng 5 năm qua, ít nhất 231 người Việt Nam đã bị chặn lại khi cố gắng vượt biên sang châu Âu. Cùng thời gian đó, Cảnh sát Hungary đã chặn lại 101 người. Các chuyên gia ước tính đây chỉ là một phần rất nhỏ người Việt Nam rời Romania sang Tây Âu. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Trung Quốc gần đây yêu cầu các nền tảng mạng xã hội loại bỏ những video khoe của, phô trương lối sống giàu sang, vốn ngày càng phổ biến và thu hút người xem, nhưng thể hiện khoảng cách giàu nghèo ở đất nước. Một blogger Trung Quốc trong video đăng lên tài khoản Douyin có 28 triệu lượt theo dõi của mình rằng
đã khoe tiêu hơn 108.000 tệ, tương đương 17.000 USD chỉ trong một đêm nghỉ tại khách sạn hạng sang ở thành đô, thưởng thức đủ loại của ngon vật lạ. Video thu hút hàng triệu lượt xem, nhưng giờ đây nó sẽ bị coi là vi phạm quy định quản lý Internet mới ở Trung Quốc. Blogger trên sau đó đã xóa các video thưởng thức đặc sản và ghé thăm các khách sạn đắt tiền của mình. Anh này gần đây chỉ đăng những video thưởng thức các món ăn bình dân. Trang Dung Chun, quan chức cao cấp thuộc cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tăng cường quản lý và siết chặt kiểm soát các nền tảng Internet. Trung Quốc chưa đưa ra định nghĩa về hành vi phô trương giàu có trên mạng xã hội, nhưng các quan chức nước này đưa ra một số ví dụ cụ thể như khoe bin like hoặc đặt món quá nhiều. Tiêu chuẩn là mức độ tác động của nội dung, ông Trang nói. Nội dung được lan tỏa có truyền cảm hứng cho mọi người sống khỏe, có hoài bão và làm việc chăm chỉ hơn cho cuộc sống tươi đẹp, hay chỉ phục vụ cho dục vọng tầm thường. Mạng xã hội Douyin thông báo đã khóa khoảng 4.000 tài khoản trong 2 tháng, trong đó có tài khoản đăng video về những người giải tiền ra nơi công cộng. Trong khi đó, Xiaohongshu, ứng dụng giống Instagram hồi tháng 11 thông báo, đã gắn cờ cảnh cáo gần 9.000 bài đăng khoe của trong tháng 5 đến tháng 10. Viện nghiên cứu Credit Suisse, Thụy Sĩ, ước tính 1% dân số Trung Quốc sở hữu 31% tài sản tại nước này. Đại dịch COVID-19 được cho là càng làm lộ rõ chênh lệch giàu nghèo tại Trung Quốc, khi nhiều người giàu tiếp tục vung tiền cho những món đồ xa xỉ, trong khi những người nghèo chật vật tìm kế mưu sinh. Giá nhà tại thành phố Trung Quốc ở mức cao ngất ngưởng và các tầng lớp trí thức phải cạnh tranh ngày càng gay gắt để tìm việc làm, khiến giới trẻ nước này cảm thấy giấc mộng Trung Hoa ngày càng xa vời. Những bài đăng với nội dung khoe của trên Internet từ lâu thu hút nhiều sự chú ý và Trung Quốc không phải ngoại lệ. Năm 2018, tại Trung Quốc có phong trào chụp ảnh nằm trên đống tiền dưới đất, xung quanh là những vật dụng đắt tiền. Một số công ty Trung Quốc thậm chí còn cung cấp dịch vụ, cung cấp xe sang, tiền, túi hàng hiệu để giúp khách hàng trông có vẻ giàu có trong các video đăng trên mạng. Kính thưa quý vị, nhà khoa học Nam Phi, người đầu tiên cảnh báo thế giới về biến thể Omicron, cho biết vào ngày 25 tháng 12 rằng chính sách quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không có hiệu lực đối với biến thể siêu lây nhiễm này. Thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc đã ra lệnh cho toàn bộ người dân phải ở nhà từ hôm thứ Tư, 22 tháng 12. Đây là biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất mà Trung Quốc áp dụng tại thành phố có tới hơn 13 triệu dân trong năm nay. Lệnh phong tỏa mới quy định mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên trong gia đình ra ngoài 2 ngày một lần để mua sắm nhu yếu phẩm và không được rời khỏi Tây An khi chưa được phép. Các trạm xe buýt đường dài đã bị đóng cửa, các trạm kiểm soát dịch bệnh được thiết lập trên các tuyến đường cao tốc rời Tây An. 85% các chuyến bay đi và đến Tây An đã bị ngừng hoạt động, số lượng xe buýt và xe lửa trong thành phố đã cắt giảm và các trường học đã bị đóng cửa. Mức độ kiểm soát của Tây An đối với dịch bệnh gần bằng việc đóng cửa thành phố Vũ Hán vào đầu năm 2020. Hàng chục quan chức cũng đã bị trừng phạt vì không ngăn chặn được đợt bùng phát COVID-19 ở Tây An. Tuy nhiên, Tulio de Oliveira, Giám đốc Trung tâm Đổi mới và Ứng phó Dịch tễ Nam Phi, cảnh báo hôm thứ Bảy rằng các biện pháp này sẽ không hiệu quả. Oliveira viết trên Twitter, Trung Quốc vẫn sẽ gặp khó khăn lớn với Omicron khi áp dụng chính sách Zero Covid. Họ có thể cần tham gia chiến lược giảm thiểu số ca nhiễm của các nước khác trên thế giới. Trung Quốc không nên trừng phạt các quan chức y tế công cộng bằng công dân hoặc người nước ngoài của mình vì một biến thể dễ lây lan hơn. Tờ Wall Street Journal gần đây đã đăng một bài báo với tiêu đề Phong cách lãnh đạo của Tập Cận Bình, trong đó dẫn một thông tin cho biết, vào cuối tháng 7 năm nay, một số quan chức của chính quyền trung ương sau khi tham khảo tình hình ở các nước đã đưa ra đề xuất loại bỏ chính sách Zero Covid và học cách chung sống với virus. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đã rất tức giận vào thời điểm đó, ông vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách này và đặt vấn đề rằng liệu các quan chức có đang trở nên lỏng lẻo và tê liệt trong quá trình phòng chống dịch hay không. Sau đó, các quan chức địa phương đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Cuối tháng 10, chỉ vì một ca nhiễm ở công viên Disneyland Thượng Hải mà toàn bộ khu vui chơi đã bị phong tỏa, hơn 30.000 du khách phải xét nghiệm mới được rời đi. Sau đó, xuất hiện một ca nhiễm khác ở cảng container lớn ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa tạm thời toàn bộ cảng, gây ảnh hưởng xấu đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Bắc Kinh đang giáo diết chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông vào tháng 2, với biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng độ cảnh giác lên mức cao nhất và chỉ cần có một ca nhiễm mới thì chính quyền sẽ đóng cửa thành phố và không có cảnh báo trước. Một số biện pháp phòng ngừa và kiểm soát cực đoan của chính quyền Trung Quốc đã bị chỉ trích là thiếu chăm sóc nhân đạo.
Thế giới bên ngoài lo lắng rằng Trung Quốc không chuẩn bị cho biến thể Omicron dễ lây lan hơn và chính sách Zero Covid có thể dẫn đến nhiều đợt đóng cửa và hỗn loạn kinh tế hơn. Báo cáo mới nhất của các nhà nghiên cứu Hồng Kông cho thấy vaccine cây sinh do Trung Quốc sản xuất không thể bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Báo cáo khuyến cáo những người sử dụng hai liều vaccine cây sinh cũng nên tiêm nhắc lại bằng một loại vaccine khác. Hiện tại Trung Quốc đã cung cấp 2,6 tỷ liều vaccine nội địa, một phần lớn trong số đó là vaccine cây sinh. Caixin cũng là một trong những loại vaccine mà Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu sang các nước khác. Thưa quý vị và các bạn, việc Tổng thống Joe Biden ký đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức đối với người Duy Ngô Nhĩ hôm thứ Năm 23 tháng 12 đã làm dấy lên những thách thức đối với các doanh nghiệp Mỹ, chưa kể đến những khó khăn trong việc thực thi luật này, theo các chuyên gia. Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Mỹ Eugene Nelny nói với tờ Politico rằng họ sẽ phải làm việc cẩn thận với cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, để bảo đảm các cơ chế được thực hiện đúng theo yêu cầu nhưng không gây nhiều rắc rối cho các doanh nghiệp. Điều thách thức là mạng lưới dày đặc các nhà cung cấp ở các cấp độ khác nhau, họ có đến tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và cả thứ 8. Các công ty Mỹ giờ phải tìm hiểu kỹ để xác định liệu lao động cưỡng bức có phải là một phần trong chuỗi cung ứng của họ hay không. Điều đó rất khác với việc kiểm soát xuất khẩu của thế giới hay các biện pháp trừng phạt của thế giới khi các công ty biết họ bị cấm kinh doanh với nước nào. Nguồn tin từ một nhóm kinh doanh đại diện cho lợi ích của các công ty Mỹ ở Trung Quốc đã bổ sung thêm rằng luật mới đang ép các doanh nghiệp Mỹ phải đi chứng minh một điều mà họ thực sự không thể làm được, bởi không thể tiến hành các cuộc kiểm toán độc lập ở Tân Cương, nơi người Duy Ngô Nhĩ bị giám sát gắt gao. Ngoài ra, nhiều mặt hàng được sản xuất tại các nhà máy cách xa Tân Cương cả nghìn km, bởi có những báo cáo cho hay chính phủ Trung Quốc đưa người Duy Ngô Nhĩ đến nhiều khu vực khác của đất nước để làm việc, khiến việc xác minh càng thêm khó khăn. Việc thi hành luật cũng sẽ rất khó khăn, đặc biệt với việc kiểm soát doanh nghiệp và việc thiếu minh bạch của Trung Quốc. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Trung đọc lại. Việc thi hành luật cũng sẽ rất khó khăn, đặc biệt với việc kiểm soát doanh nghiệp và việc thiếu minh bạch của Trung Quốc. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Trung Sullivan Yam nói. Ông Yam nói với tờ Politico. Tôi không biết họ sẽ thực hiện nó, bộ luật mới như thế nào, và tôi cho rằng sẽ rất khó xác minh điều này một cách độc lập, theo cách này hay cách khác. Bộ luật cấm tất cả các hàng hóa nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc với giả định chúng đều được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và các công ty có trách nhiệm phải chứng minh điều ngược lại nếu muốn nhập hàng vào Mỹ. Tuy vậy, các chuyên gia thương mại lưu ý rằng không phải tất cả sản phẩm từ người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc là kết quả của lao động cưỡng bức, mà luật mới có thể trừng phạt những người dân Duy Ngô Nhĩ đang kiếm sống chính đáng. Cựu đại sứ lưu động về chống buôn người John Cotton Raymond nói với tờ Politico rằng bộ luật sẽ chuyển gánh nặng sang các công ty để họ phải chứng minh rằng không có việc sử dụng lao động cưỡng bức trong các sản phẩm của khu vực. Và tôi cho rằng nó sẽ có một tác động rất lớn đối với các nhà nhập khẩu. Nếu tất cả các doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ đang bị bóc lột ở đó sẽ bị đẩy vào cảnh đói nghèo. Ông bổ sung, sẽ có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nhưng Nhà Trắng đang bị áp lực hành động cứng rắn đối với tình trạng vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và cuộc tẩy chay ngoại giao tới Vân hội mùa đông Bắc Kinh bị chỉ trích là còn chưa đủ. Chúng tôi đồng ý với Quốc hội rằng nhất định phải hành động để buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải chịu trách nhiệm về tội ác diệt chủng, về tình trạng vi phạm nhân quyền và giải quyết các vấn đề lao động cưỡng bức tại Tân Cương, thư ký báo chí Nhà Trắng Zaki nói tuần trước. Nhóm lưỡng đảng lưỡng viện thúc đẩy dự luật bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Đảng Cộng hòa bang Florida, Thượng nghị sĩ Mark Lee, Đảng Dân chủ bang Oregon, dân biểu Chris Smith, Đảng Cộng hòa bang New Jersey. Nếu công ty bạn sản xuất tại khu vực đó, bạn sẽ phải chứng minh rằng các sản phẩm không được làm ra bởi nô lệ, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết vào tuần trước. Trách nhiệm của bạn là phải xác minh. Nhưng cựu luật sư thương mại cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Richard Mojica nói với tờ Politico rằng chứng minh việc tuân thủ trên thực tiễn là không thể. Một số ngành công nghiệp có thể có quá trình truy nguyên ngược tới chuỗi cung ứng bông hoặc nguyên liệu thô, Mojica nói. Nhưng với một số ngành khác như năng lượng mặt trời, đó sẽ là một việc làm tốn thời gian và các công ty phải gắng hết sức để có thể đạt tới mức minh bạch đó. Trung Quốc hôm 15 tháng 12 đã chỉ trích bộ luật mới này là thao túng về chính trị và bắt nạt về kinh tế, núp dưới danh nghĩa nhân quyền. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.